Hamas có bản đồ chi tiết về các thị trấn, căn cứ quân sự và các tuyến đường khi xâm nhập vào Israel. Các tài liệu phát hiện được cho thấy kế hoạch tấn công táo bạo và thảm khốc của Hamas được chuẩn bị quy mô ngoài cả sự tưởng tượng. Ra tay chuyên nghiệp. Các tay súng khủng bố Hamas tràn vào miền nam Israel từ Gaza ngày 7 tháng 10, mang theo bản đồ chi tiết các thị trấn và căn cứ quân sự được xác định là mục tiêu. Một số còn mang theo bản hướng dẫn chiến thuật chỉ ra các điểm yếu trên các xe bọc thép hiện đại của quân đội Israel. Tờ The Wall Street Journal đã nhìn thấy các tài liệu viết bằng tiếng Ả Rập được dân thường, binh lính và nhân viên cấp cứu Israel thu được từ các địa điểm xảy ra vụ đột kích hoặc trên thi thể của các chiến binh Hamas. Phía Israel đang nghiên cứu kho tài liệu này. Tổng hợp lại, các tài liệu thể hiện rất rõ, ngay từ đầu, Hamas đã đặt mục tiêu tấn công, không chỉ là các cơ sở quân sự mà còn các trung tâm dân cư và bắt giữ con tin. Các tài liệu cũng đưa ra bằng chứng về quy mô thu thập thông tin tình báo của Hamas và mức độ lập kế hoạch cho cuộc đột kích táo bạo. Michael Milstein, cựu sĩ quan tình báo quân đội Israel và là người đứng đầu diễn đàn nghiên cứu về người Palestine tại Đại học Tel Aviv nhận định, Hamas biết chính xác về các mục tiêu, chưa bao giờ tổ chức này có được bản kế hoạch chi tiết như hiện nay. Một tài liệu dài 14 trang đóng dấu tuyệt mật bằng tiếng Ả Rập đề ngày 15 tháng 6 năm 2023 mô tả kế hoạch xâm nhập thị trấn Mefasim, một cộng đồng nhỏ nằm gần dải Gaza và bắt cư dân làm con tin. Hai nhóm chiến binh 5 người và một chỉ huy sẽ thực hiện chiến dịch vào giờ S, ngày Y, tài liệu ghi rõ. Bản đồ và ảnh chụp Mefasim từ trên không trong tài liệu nêu rõ, ở đây có 1.000 dân thường được lực lượng an ninh tình nguyện bảo vệ, đồng thời cảnh báo quân đội Israel đóng gần đó có thể đến Mefasim trong vòng 3 đến 5 phút. Tài liệu chỉ thị các nhóm tấn công xuyên thủng một số điểm của hàng rào an ninh và được hỗ trợ bằng pháo binh. Theo kế hoạch, khi vào được trong thị trấn, các chiến binh sẽ bắt con tin để đàm phán. Iya Pinko, cựu nhân viên dịch vụ an ninh, nói về kế hoạch Hamas cho Mefasim. Nó cho thấy sự tinh vi, thu thập thông tin tình báo có hệ thống, cũng như khả năng vận dụng nguồn nhân lực, các nguồn thông tin mở và thông tin thu được thông qua các cuộc tấn công mạng. Almog Cohen, một người dân và là thành viên Quốc hội Israel tham gia cuộc giao tranh cho biết, những kẻ tấn công bị thiệt mạng ở thị trấn Ofakim gần Gaza cũng mang theo bản đồ và các tài liệu khác. Ông nói, một bản đồ được tìm thấy trong áo vest của một chiến binh cho thấy những kẻ tấn công đã xác định thị trấn là mục tiêu và biết rõ bên trong có gì. Bản đồ đánh dấu những địa điểm có đông người, giáo đường và trường mẫu giáo. Có nhiều chi tiết bổ sung trên bản đồ cho thấy chúng đã được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Và bài bản. Trên tài khoản Telegram ngày thứ Năm, Abu Obaida, phát ngôn viên của cánh quân sự Hamas thừa nhận kế hoạch tập kích của Hamas bắt đầu từ năm 2021, khi chúng bắt đầu nghiên cứu chặt chẽ các chiến thuật và chiến lược của Israel. Kết quả chúng tôi đạt được còn nhiều hơn những gì dự tính, ông nói. Trong một dấu hiệu khác của sự chuẩn bị tinh vi, Hamas đã sử dụng máy bay không người lái thả lựu đạn vào các tháp quan sát và súng máy điều khiển từ xa để vô hiệu hóa một phần cơ sở hạ tầng rộng lớn của lực lượng giám sát biên giới và ứng phó với các vụ vi phạm hàng rào an ninh xung quanh Gaza. Một đoạn video do Hamas công bố chưa đầy 2 giờ sau đợt tấn công đầu tiên ngày 7 tháng 10 và được Wall Street Journal xác minh độc lập cho thấy, một máy bay không người lái bay qua một tòa tháp dọc hàng rào an ninh và thả bom diệt một khẩu súng máy không điều khiển. Một tờ giấy dài, một trang, in ảnh 8 loại xe bọc thép chở quân của quân đội Israel cùng với những ghi chú ngắn gọn bằng tiếng Ả Rập chỉ ra điểm yếu của chúng và loại chất nổ nào sẽ vô hiệu hóa chúng tốt nhất. Hướng dẫn được đưa vào tài liệu là để giúp các chiến binh ít kinh nghiệm đối đầu với một đội quân đáng gờm nếu gặp phải xe bọc thép. Có một tài liệu riêng tập trung vào những điểm yếu của loại xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của quân đội Israel với lời khuyên nên bắn vào nó từ khoảng cách 50m bằng súng phóng lựu RPG-7 hoặc các loại vũ khí trực tiếp khác. Ít nhất một chiếc Merkava đã bị tấn công và vô hiệu hóa kiểu này trong những giờ đầu tiên của cuộc đột kích. NBC News cho biết, bản đồ và tài liệu thu được từ thi thể của những kẻ tấn công Hamas tiết lộ một kế hoạch phối hợp nhằm mục tiêu vào trẻ em và bắt giữ con tin bên trong một ngôi làng của Israel gần Gaza. Các tài liệu mà NBC News độc quyền thu được cho thấy Hamas đã lập kế hoạch chi tiết nhằm vào các trường tiểu học và trung tâm thanh thiếu niên ở cộng đồng Kfar Saad của Israel để giết càng nhiều người càng tốt, bắt giữ con tin và nhanh chóng chuyển họ vào dải Gaza. Các kế hoạch tấn công được dán nhãn tuyệt mật bằng tiếng Ả Rập dường như là mệnh lệnh cho hai đơn vị Hamas được huấn luyện bài bản để bao vây và xâm nhập vào các ngôi làng cũng như nhắm vào những nơi thường dân, bao gồm cả trẻ em. Chính quyền Israel vẫn đang xác định số người chết ở Kfar Saad.
Những tài liệu này được những quân đội Israel tìm thấy trên thi thể của những kẻ khủng bố Hamas và được chia sẻ với NBC News. Chúng bao gồm các bản đồ chi tiết và cho thấy Hamas có ý định giết hoặc bắt dân thường và học sinh làm con tin. Một trang có nhãn tuyệt mật phát thảo kế hoạch tấn công Kfar Saad nói rằng đơn vị chiến đấu 1 được chỉ đạo để quản thúc trường Da'at mới, trong khi đơn vị chiến đấu 2 có nhiệm vụ thu thập con tin, tìm kiếm trung tâm thanh thiếu niên Bnei Akiva và tìm kiếm trường Da'at cũ. Một trang khác có nhãn điều động tối mật mô tả kế hoạch của đơn vị Hamas để bảo vệ phía đông Kfar Saad, trong khi đơn vị thứ 2 kiểm soát phía tây. Tài liệu nói giết càng nhiều càng tốt và bắt con tin. Các mệnh lệnh khác bao gồm bao vây phòng ăn và giữ con tin trong đó. Theo một nguồn tin trong quân đội Israel và một nguồn tin trong chính phủ, kế hoạch chi tiết nhằm tấn công Kfar Saad là một phần trong kho tài liệu mà các quan chức Israel đang phân tích. Video giám sát ghi lại cảnh những kẻ khủng bố Hamas tiến vào một cộng đồng vào ngày 7 tháng 10, cho thấy các chiến thuật tương tự như chiến thuật được nêu trong các tài liệu mà NBC News thu được. Các quan chức Israel cho biết nhóm tài liệu rộng hơn cho thấy Hamas đã thu thập thông tin tình báo một cách có hệ thống ở từng cộng đồng giáp Gaza và lập các kế hoạch tấn công cụ thể cho từng ngôi làng, bao gồm cả mục tiêu có chủ đích là phụ nữ và trẻ em. Kế hoạch tấn công phối hợp đi ngược lại những tuyên bố gần đây của Hamas rằng nó không giết trẻ em. Một đoạn video do Hamas công bố hôm thứ Sáu cho thấy những kẻ khủng bố có vũ trang đang giữ và cho trẻ em Israel bị bắt làm con tin, bao gồm cả trẻ sơ sinh. Một quan chức IDF, người từ chối nêu tên trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, cho biết ông rất ngạc nhiên trước mức độ lập kế hoạch nhằm đảm bảo tối đa thương vong cho dân thường. Anh ta nói, tôi chưa bao giờ thấy kiểu lập kế hoạch chi tiết như thế này cho một cuộc tấn công khủng bố hàng loạt.